Ôi chết, mình mới làm rơi cái này. À, các bạn nếu mà lỡ thấy rồi thì nhớ để lại cho mình một like ha. Đi mà các bạn, hôm nay thì mình sẽ phá những kỷ lục thế giới về vẽ. Kỷ lục đầu tiên mình phá đó chính là vẽ 5 cái mặt streaming, tức là cái mặt gọi là bất ngờ các bạn, nhanh nhất. Thì cái kỷ lục ở đây ấy, nó ghi là 4 phút 80 giây cho 5 cái mặt cười. Đây chính là một trong những cái kỷ lục dễ phá nhất và mình nghĩ các bạn cũng có thể phá được. Mình cũng chả hiểu ai đưa ra cái kỷ lục này nữa các bạn, tại vì nó rất là dễ phá. Thường thì kỷ lục thế giới này nó sẽ rất là khó phá đúng không? Thế nên là mình sẽ phá trong khoảng 10 giây. Chứ nếu không là cái kỷ lục đó quá dễ rồi các bạn. Và có một số lưu ý là mình sẽ không vẽ trên giấy giống người ta, mà mình sẽ vẽ trên gọi là điện tử đi các bạn, giấy điện tử đi, nó vậy cho nó dễ hiểu. Ok không? Như vậy thì mình sẽ khó hơn, cực kỳ khó luôn. Nhưng mà chúng ta thử bắt đầu nha. 5 cái mặt bất ngờ để coi mình phá được kỷ lục này không. 1, 2, 3. Ok. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Xong. Ok. Ok các bạn, vậy là mình phá được cái kỷ lục đó rồi các bạn. Ok, những kỷ lục đầu thì tất nhiên là nó rất là đơn giản rồi ha. Những kỷ lục sau thì nó mới khó. Kỷ lục thứ hai là vẽ 5 người que trong thời gian nhanh nhất. Thì cái kỷ lục đã đạt được ở đây các bạn, nó là 3 phút 45 giây. À thật ra là 49 giây các bạn. Và nó lại là cực kỳ lâu luôn các bạn. 5 con người que mà vẽ trong 3 phút mấy thì nó cực kỳ lâu luôn. Thế nên mình sẽ giới hạn chỉ trong 10 giây đấy ha. Ok, 5 con người que nha. Mình sẽ vẽ con người que nhanh thôi các bạn. Nó kiểu như vậy nè. Đây, kiểu vậy thôi là được rồi các bạn. Người que là dễ nhất rồi còn cái gì nữa. Ôi, nhìn con này nó giống như nó đang nhõng. Ok, kể các bạn. 5 con người que trong 10 giây, đó là kỷ lục mình cần phải phá. Let's go. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Ok. Ok, vừa kêu hết giờ các bạn. Ok, 5 con người que trong 10 giây. Ồ, đáng ngay ngay mình cũng đâu cần ấn đâu các bạn. Nó cũng tự hết cho mình ha. Ok, như vậy là chúng ta đã phá được kỷ lục 2 nha. Kỷ lục này cũng không có gì đáng nói các bạn. Những kỷ lục đằng sau này nó mới thực sự là khó nha các bạn. À, thì sau khi edit đi khúc này ấy, thì không biết là bạn nào xem từ nãy đến giờ có để ý hay không. Thì cái hồi nãy mình nói với các bạn là 4 phút 10 mấy giây, 4 mấy giây hay là 5 phút mấy giây đấy. Thì thật ra sau khi mình xem lại, nó là 3 giây hoặc là 5 giây chứ không phải là tính bằng phút thôi các bạn. Vậy mà nãy giờ mình sai, mình còn bày đặt là mình thách thức người ta là mình chỉ 10 giây. Ai ngờ đâu 10 giây mình cũng chưa phá được kỷ lục. Và nãy giờ mình cũng đã thử đi thử lại dưới 10 giây và khoảng 5 giây hoặc là 3 giây cho đúng với hai cái kỷ lục trên thì mình cũng không phá được. Thế nên là dù nguyên cái đoạn đầu này mình sai nhưng mà mình cũng không thể nào phá kỷ lục, nên mình quyết định là mình sẽ để luôn, không có sửa lại cái đoạn này gì cả. Nhìn vậy thôi chứ kỷ lục nó khó vãi chưởng các bạn. Kỷ lục tiếp theo là vẽ nhiều nhất trong một phút những cái cây không có lá. Kỷ lục ở đây là 35 cây trong một phút, và những cái cây này không có lá, tức là các bạn sẽ vẽ những cái cây như bình thường thôi, giống vậy nè, đây rồi tỉa thêm cho nó cành đây thì gọi là nó đã không có lá rồi, thêm mấy cái này nó là lá. Cái này nó không quy định các bạn là cái cây cành nó phải là mấy cuốn ấy các bạn, hay là cành mấy cái, thì các bạn chỉ cần vẽ giống cho người ta nghĩ đây là một cái cành cây mà nó không có lá là được. Thế nên là mình sẽ nghĩ mình sẽ lập kế hoạch trước thôi các bạn. Một phút 35 cây thì mình nghĩ là mình có thể phá được ha. Chúng ta sẽ vẽ đầu tiên hai cái này nè, sau đó mình sẽ vẽ dần dậy đấy. Chỉ cần vậy thôi là chúng ta đã biết là cái cành lá rồi đúng không? Thì kỷ lục là nó phải nhanh mà đúng không các bạn, và cũng như chuẩn xác. Mục tiêu của mình là 36 cây để phá được kỷ lục ha. Ta sẽ bắt đầu. Ok, xong một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây. Mình vẽ càng nhỏ càng tốt ha các bạn, mình sẽ cố gắng thôi chứ mình cũng không đếm đâu. Mấy cái nào sai thì chúng ta sẽ hủy sau. Ok, hết giờ. Ok, done. Mình không biết là mình vẽ được bao nhiêu cây, cũng như là bao nhiêu cây mình được gọi là chấm đúng điểm ha. Thế này là bây giờ mình sẽ chấm điểm rồi các bạn. 35 cây trong 1 phút đúng không? A few minutes later. Ok, sau khi chấm xong những cái cây, những gọi là cây nào đúng, cây nào sai thì chúng ta sẽ bỏ qua. Thì mình đã đếm được khoảng là 36 cây nha các bạn. Đây, các bạn kiểm tra có thể đếm những cái vòng tròn là đúng nha, còn những dấu ít là sai nè, là những cái cây đó không hợp. Đáng ra là có những cái cây mình có thể nói là có thể cho nó là đúng luôn, chẳng hạn như cây này nè các bạn. Cây này mình thấy nó cũng giống cây này, hoặc là cái cây này nè, nó cũng giống nè. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ chăm trước mà gọi là tính luôn thôi các bạn, để cho nó khắc nghiệt một tí. Và nói chung là mình đã vẽ thành công rồi ha. Thêm một cái kỷ lục nữa mình đã có thể phá được. Cái kỷ lục thứ tư, trong 30 giây vẽ nhiều nhất hình tam giác. Và cái kỷ lục ở đây là 90 cái. Thực sự nó rất là nhiều luôn các bạn.
Mình nghĩ là người ta sẽ chơi chiến thuật kiểu như là đó, cái gì nè các bạn. Và vẽ phải nói là cực kỳ nhỏ luôn, tại vì vẽ càng nhỏ càng nhanh hơn là chúng ta vẽ bự đúng không? Wow, 30 giây mà 90 cái. Nội không đếm thôi là mình thấy nó rất là mất thời gian rồi. Nên là yeah, bây giờ mình cũng sẽ thử thách luôn nha. Mục tiêu là 91 cái để phá kỷ lục ha. Let's go. Thôi mình không đếm nữa các bạn, mình cứ nhanh nhất là được. Yo, mình đang làm rất nhanh rồi các bạn ơi, nhưng mà sắp hết giờ rồi. Oh no, oh no. Ôi, hết giờ rồi, trời ơi. Mình không biết là bao nhiêu cái nữa các bạn. Bây giờ mình thử chấm 30 giây, nó là quá nhanh đối với mình các bạn. Mình chỉ có 41 cái mà kỷ lục của người ta là 90 các bạn. How to? Vậy là trong thời gian này người ta phải dễ gấp đôi mình luôn á hả các bạn? Trời ơi. Nếu mà phá kỷ lục đúng á thì chúng ta phải ghi trên giấy thật nha, chứ không phải là ghi trên này đâu. Ok, one more time thôi các bạn. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ phóng to lên nữa các bạn. Đây, mình sẽ dễ chút xíu 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 gì nè. Để chưa? Ghi càng nhỏ càng tốt. Ok, trời ơi, có một số cái vẫn sai nha các bạn. Đúng là nhanh thiệt, mình còn không biết luôn ấy. Mình còn 40 cái còn thua lần kia là 41 nữa các bạn. Wow, cái kỷ lục này hơi khó ha. Bạn nào có thể phá được kỷ lục này thì bạn có thể thử ha. Còn mình là mình không rồi các bạn ơi. 40 cái mà người ta vẽ 90 cái gì các bạn. Ảo thật sự, vậy mới đúng là kỷ lục các bạn. Ok, kỷ lục tiếp theo đó chính là kỷ lục vẽ nhiều trái tim nhiều nhất trong 1 phút. Và chúng ta có kỷ lục ở đây là 104 cái, nên là nhiều nhất của mình phải là 105 cái thì mình mới phá được kỷ lục này. Và kế hoạch của mình như sau. Mình tất nhiên là mình vẫn vẽ trái tim nhỏ xíu rồi, nhưng mà mình sẽ không chơi theo kiểu hai cái vậy các bạn, như vậy rất là lâu. Càng càng ít nét thì càng nhanh. Mình sẽ vẽ trái tim theo kiểu này ha các bạn. Đấy, đi cũng là trái tim mà đúng không các bạn? Nhưng mà chỉ có điều là nó nói lại hơi khó thôi. Thì mình cứ làm vậy mà làm thôi. 1 phút thì thời gian nó đỡ hơn 30 giây một xíu. Mình có thể nắn nó các kiểu này. Ok, mình nghĩ là mình sẵn sàng đấy các bạn. Bây giờ mình xóa hết đi. Sau đó là mình sẽ cố gắng 100 cái thì hơi hơi căng ấy. Ok, chuẩn bị nè. Mục tiêu là 115, let's go. Trời ơi, sao nãy mình thực hành nhanh lắm mà ta, sao giờ vô đây cái nó khó gì vậy? Ok, hết giờ. Ok, cái này thông báo của mình là hết giờ nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chấm điểm thôi các bạn. A few minutes later. 46, 47, trời ơi, có 47 cái thôi hả các bạn? Vậy mà người ta vẽ 105 cái gì thế này? Mình nghĩ là nếu mình thử lần hai thì mình cũng không thể phá được kỷ lục này đâu các bạn ơi. Cùng lắm là cũng chỉ 50-55 cái thôi. Tính cho mấy cái mình sai ở đây thì đâu, nếu mình tính mấy cái mình sai cộng vô thử coi có được không các bạn. Một, wow, vậy là cũng được 67 cái rồi. Cứ cho là mình 67 cái luôn đi các bạn. Mặc dù cái đó là mình sai ha, thì mình còn thua người ta khoảng cỡ 30 37 cái gì đấy các bạn. Rất là nhiều luôn ha. Thực sự là kỷ lục này rất là khó phá luôn các bạn. Nên là thêm một lần nữa mình phải nói là mình vẽ trên này nó càng khó hơn nữa. Nên là bạn nào có thể phá kỷ lục thì các bạn có thể thử phá ha. Kỷ lục thứ sáu đó chính là kỷ lục vòng tròn hoàn hảo nhất ở trong một tựa game dành cho những artist, có tên là Draw a Perfect Circle. Là bạn sẽ vẽ một cái hình tròn giống như trên màn hình đây, và nếu như bạn vẽ được 99,2% là các bạn đã đạt được kỷ lục hiện tại về vòng tròn hoàn hảo nhất. Nhưng nếu bạn muốn phá là phải ít nhất 99,3%. Và nãy giờ mình thực hiện đi thực hiện lại thì được 95% là cao nhất. Và mình thú thật với các bạn là đây là ngày thứ hai mình làm cái video này rồi. Mình đã thử đi thử lại rất là nhiều lần luôn, nhưng mà kết quả nó không được như ý. Thành ra là mình để như cũ các bạn, cũng không có gì cập nhật cho các bạn. Đây các bạn thấy 95% ha. Mình sẽ tự phá thôi các bạn ơi, chứ mình cũng không hy vọng gì mình phá được cái kỷ lục kia đâu. Mình đang cố là nãy giờ mình cũng đã cố gắng lắm rồi các bạn ơi. Ôi, yeah, xém được các bạn ơi. Xém được phá được kỷ lục của mình thôi, chứ kỷ lục của người ta thì kệ. Cái này lưu ý là các bạn sẽ không dùng combo nha các bạn ơi. Thật sự là mấy kỷ lục này rất là khó luôn các bạn, nhưng mà mình thấy kỷ lục này dễ làm nhất kỳ này. Bạn nào muốn làm thì các bạn có thể tự tìm cái Perfect Circle này ha. Nhưng mà nãy giờ mình, oh my god, nó toàn màu đỏ mà các bạn. Bây giờ mình sẽ thử chậm nè, hơi bực rồi nha. Yo, thôi nghỉ đi các bạn ơi.
Nãy giờ chắc mình làm quá trời luôn, chỉ khoảng 95 thôi. Ok, và trên đó là 6 kỷ lục mình đã thử phá. Và mình đã phá được một kỷ lục trong 5 cái kỷ lục. Và thật sự rất là khó. Nên là nếu như bạn nào muốn phá, các bạn có thể thử comment bên dưới và các bạn có thể thử phá ha. Và đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký. Hẹn các bạn ở sau. Bye bye.